ơi, soi màu ai bánh giày không? Mọi người ở đây có bao giờ thắc mắc những màu sắc rực rỡ trên những chiếc bánh giày rồi những nắm xôi mà được bày bán rất nhiều trong những chợ phiên ở vùng Đông Bắc Tây Bắc tụi mình không? Hôm nay cùng Olala chế biến nha. Ở trên vùng cao tụi mình lá này thì được gọi là lá cẩm. Thường thì sẽ có 3 loại lá: lá cẩm vàng, lá cẩm tím và lá cẩm đỏ. Nếu như nhìn thoạt qua thì những chiếc lá này nhìn khá giống nhau. Thường thì trong vườn nhà của người Tài Nùng tụi mình thì gần như nhà nào cũng có. Trong những bữa ăn hàng ngày và đặc biệt là dịp lễ Tết thì người Tài Nùng tụi mình sử dụng lá cẩm này rất nhiều. Đây là mẹ mình mới đi chăn trâu về, mới hái được một ít ổi rồi mang cho con gái ăn. Lâu lắm rồi mình mới được ăn ổi ngon và ngọt như vậy á. Lá cẩm sau khi mình mang về thì sẽ rửa sạch, vò bớt lá rồi sau đó sẽ rang qua. Tiếp đó là cho nước vào và đun sôi để ra màu đỏ, màu tím ưng ý rồi sẽ rót ra và để nguội. Giờ thì mình sẽ cho gạo nếp vào để thành màu tím và màu đỏ nhá. Hôm nay thì Olala sẽ làm xôi 3 màu, đó là màu đỏ, màu tím và màu trắng. Khúc ngâm này thì mình có thể ngâm khoảng độ 30 đến 40 phút. Trong lúc ngâm thì mình sẽ đi làm nhân bánh. Nhà mình thì sẽ làm nhân lạc với đường. Lạc đang khô xong thì sẽ đã nhỏ cùng với đường. Nhân bánh này thì mỗi nhà một khẩu vị, có nhà thì ăn nhân ngọt, có nhà thì ăn nhân mặn. Sau khi ngâm thì sẽ ra được cái màu ưng ý như vậy này. Do hôm nay mình không có đốt cho vào lá cẩm nên khi ra được màu nó cũng không được đậm lắm. Cái cho nhà mình cũng nhỏ thế nên là mình sẽ cho từng lớp gạo nếp một. Giờ thì mình sẽ mang lên đồ. Đồ như vậy thì sẽ đợi khoảng độ tầm 40 phút thì sẽ có xôi. Trong khi đợi thì mình sẽ làm cái chỗ để giã bánh dày. Wow, giờ thì đã ra lò rồi này mọi người ơi. Màu sắc rực rỡ đẹp lung linh luôn. Giờ thì mới đến công đoạn chính, đó là công đoạn phải dùng sức nhiều nhất này mọi người. Hôm nay là may mình cũng làm ít không làm nhiều, chứ không là giã lên chuột tay luôn á. Vừa dính xong lại phải vừa giã nhanh để cho bánh còn nóng. Giã đến khi nào mà nhuyễn được hạt gạo, cảm thấy bánh không còn bị dính nữa. Sau khi giã xong thì sẽ chia thành từng chiếc bánh nhỏ, cho nhân vào bên trong, nặn tròn và sau đó là cho vào chiếc lá cuốn lại. Đó, cuối cùng là đã có một đĩa bánh đầy đủ màu sắc. Mấy bạn bé nhà mình thì bạn nào cũng ăn rất ngon. Hương thơm của lúa nếp nương quyện cùng với mùi thơm, bùi, ngọt, ngậy của lạc. Giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Ngoài ra Olala còn có rất nhiều đặc sản Hà Giang như trà sơn tuyết cổ thụ, mật ong bạc hà, làm sơn thủ công. Cả nhà ai muốn thưởng thức hãy inbox hoặc comment ngay nha.